Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay 31 tháng 10 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Indonesia bình luận về vụ huấn luyện viên Kim so thám. Thái Lan chốt sang Việt Nam đã áp cấp. Huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai cho biết nhiều cầu thủ Việt Kiều xin về thi đấu nhưng đội bóng phố núi không nhận. Công Phượng thêm thách thức lớn, nguy cơ tái hiện hình ảnh khó tin ở hạng nhất. Mời các bạn cùng đón nghe. Huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai hé lộ nhiều cầu thủ Việt Kiều xin về thi đấu nhưng đội bóng phố núi không nhận. Hiện tại, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang có khởi đầu khá ấn tượng tại V-League năm nay với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, 9 điểm sau 5 trận, kém 1 điểm so với hai đội xếp trên là Viettel và Thanh Hóa. Không những vậy, đội chủ sân Pleiku vừa mới chỉ thủng lưới 2 bàn ít nhất cho đến lúc này trong toàn giải đấu. Đây là thành tích đáng khen ngợi cho đội bóng chỉ vừa chật vật trụ hạng. Mùa giải năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đã có sự thay đổi lớn trên bàn ghế chỉ đạo khi ông Vũ Tiến Thành nhường lại ghế nóng cho ông Lê Quang Trãi, còn mình trở về vị trí giám đốc kỹ thuật. Dù vậy, ông Thành vẫn là người có quyết định cao nhất về chuyên môn ở Hoàng Anh Gia Lai. Nói về sự lột xác của đội bóng của mình, chiến lược gia 60 tuổi hé lộ với trang VN Express. Có lẽ là con người. Khác với trước đây, năm nay chúng tôi chỉ có 3 ngoại binh và không mua cầu thủ từ địa phương khác. Bầu Đức căn dặn chúng tôi không nên mua cầu thủ ở bên ngoài mà tạo điều kiện cho cầu thủ cây nhà lá vườn để thi đấu. Thậm chí sau khi Tuấn Anh đến Nam Định ở mùa trước, mùa này chúng tôi vẫn tạo điều kiện để một số nhân tố quan trọng khác là tiền đạo Quốc Việt ra đi theo nguyện vọng. Có nhiều cầu thủ Việt Kiều xin về thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, nhưng chúng tôi không nhận mà chỉ sử dụng cầu thủ mà mình đào tạo. Điều này tạo nên động lực cho các cầu thủ trẻ, đồng thời phát huy được sức mạnh nội tại, tinh thần đoàn kết cũng như là thông hiểu về văn hóa của câu lạc bộ. Dù là đang bắt đầu mùa giải khá tốt, nhưng theo giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành, Hoàng Anh Gia Lai chưa thể nghĩ đến khả năng đua vô địch. Thậm chí mục tiêu của đội bóng này vẫn chỉ là trụ hạng do đội hình nhiều cầu thủ trẻ. Hoàng Anh Gia Lai vẫn là thương hiệu bóng đá lớn, không thể cứ mùa nào cũng lo trụ hạng, làm cho người hâm mộ lo lắng đến tận cuối mùa. Tuy nhiên thì để vô địch hoặc đạt thành tích cao, chúng tôi cần cầu thủ già dặn hơn, kinh nghiệm hơn. Với những cầu thủ trẻ hiện nay, tôi tin đội bóng sẽ trụ hạng sớm rồi tính những bước tiếp. Chúng tôi sẽ là ngựa ô của giải năm nay. Thái Lan chốt sang Việt Nam đá AFF Cup 2024. Các bạn thân mến, AFF Cup 2024 tới đây với tên gọi mới là ASEAN Cup sẽ khởi tranh từ ngày 8 tháng 12 năm 2024 cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2024. Các công tác tổ chức giải đấu số 1 ở Đông Nam Á cấp độ đội tuyển đang được tích cực chuẩn bị. Mới đây thì Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã đưa ra quyết định quan trọng về sân bãi. Theo đó thì sân nhà của đội tuyển Đông Timor tại AFF Cup được xác định là sân Việt Trì ở Phú Thọ. Lịch thi đấu chính thức của AFF Cup cũng đã được cập nhật. Sân Việt Trì là nơi tổ chức hai trận đấu của Đông Timor gặp Thái Lan ngày 8 tháng 12 và gặp Singapore ngày 14 tháng 12. Như vậy, tuyển Thái Lan sẽ sang Việt Nam để đá trận ra quân tại AFF Cup 2024. Đây là lần đầu tiên Voi Chiến thi đấu ở tại sân Việt Trì Phú Thọ. Được biết là do tại Đông Timor không có sân vận động nào đạt tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu, nên đội tuyển nước này luôn phải thuê sân để tham dự các giải chính thức. Trước đó, Đông Timor đã thuê sân Chonburi của Thái Lan làm sân nhà để đá vòng playoff AFF Cup 2024 với Brunei. Thầy trò huấn luyện viên Simon giành thắng lợi với tỷ số 1-0 sau hai lượt trận để góp mặt ở đấu trường khu vực và nằm ở tại bảng A cùng với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Campuchia. Do sẽ gặp Thái Lan ở vòng bảng, nên Đông Timor sẽ không tiếp tục thuê sân Chonburi làm sân nhà để tạo lợi thế cho đối thủ. Đội bóng này cũng đang có phương án chọn thi đấu ở Malaysia bên cạnh sân Việt Trì. Và cuối cùng thì họ quyết định thuê sân Việt Trì ở Phú Thọ làm sân nhà trong hai trận đấu của mình. Với việc sân Việt Trì được Đông Timor chọn làm sân nhà, Việt Nam có hai sân vận động đăng cai AFF Cup bên cạnh sân quốc gia Mỹ Đình của Việt Nam. Vừa qua, sân Việt Trì được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC
trao quyền đăng cai bảng Y vòng loại U17 châu Á. Ban tổ chức đã hoàn thành tốt các trận đấu của Việt Nam, Yemen, Myanmar và Kyrgyzstan. Và như các bạn đã biết là Việt Nam giành quyền đi tiếp nhờ là một trong năm đội nhì xuất sắc nhất. Truyền thông Indonesia phản ứng khi hay tin huấn luyện viên Kim Sang-sik sang soi dò đội nhà. Các bạn thân mến, trước tiên thì mời các bạn đến với thông tin khá bất ngờ khi Indonesia mới đây nhiều khả năng là họ sẽ thay đổi quyết định chỉ để đội U22 tham dự AFF Cup 2024. Còn nhớ thì hồi giữa tháng 8 năm nay, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia là ông Erick Thohir cho biết Indonesia chỉ sử dụng đội hình U22 tham dự AFF Cup 2024. Các nguồn tin từ Indonesia cũng tiết lộ ông Shin Tae-yong sẽ không cầm quân ở AFF Cup. Nguyên nhân là do Liên đoàn bóng đá nước này muốn thầy trò ông Shin Tae-yong tập trung hết vào mục tiêu tranh vé dự World Cup 2026. Nhưng theo thông tin mới nhất, Indonesia nhiều khả năng sẽ thay đổi quyết định. Chia sẻ về điều này thì ông Arya, thành viên ban điều hành của Liên đoàn bóng đá Indonesia cho biết nhiệm vụ huấn luyện đội tuyển Indonesia vẫn nằm trong tầm tay của ông Shin Tae-yong. Ông ấy sẽ dẫn dắt đội tuyển tham dự AFF Cup 2024. Không chỉ vậy, vị quan chức này còn cho biết thành phần lực lượng dự AFF Cup của đội bóng này nhiều khả năng cũng có thay đổi. Cụ thể, ông Shin sẽ mang nhiều cầu thủ đội tuyển quốc gia đến ở AFF Cup thay vì là chỉ sử dụng đội U22 như dự kiến. Với thành phần cầu thủ, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào ông Shin Tae-yong. Ông ấy toàn quyền lựa chọn nhân sự, dựa vào tình trạng sẵn sàng của mỗi cầu thủ. Liên đoàn chắc chắn sẽ không can thiệp vào vấn đề này. Theo ông Arya cho biết, đến thời điểm này, liên đoàn vẫn chưa đặt mục tiêu cụ thể nào cho thầy trò ông Shin Tae-yong tại AFF Cup 2024. Mới đây thì tờ Bola Okezone của nước này cũng đưa ra bình luận ngay khi hay thông tin huấn luyện viên Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam sẽ sang dự khán trận đấu của đội tuyển Indonesia trong tháng 11 tới. Còn nhớ thì trong cuộc trao đổi mới đây với truyền thông, thuyền trưởng tuyển Việt Nam Kim Sang-sik đã có những chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup, nơi mà tuyển Việt Nam nằm ở tại bảng B cùng với Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Giải đấu diễn ra vào cuối năm nay. Cụ thể thì chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết thời gian qua, ông cùng với VFF đã có những phân tích các đối thủ cùng bảng thông qua các băng hình trận đấu mới nhất của đối thủ. Ông Kim cũng tiết lộ là bản thân và các cộng sự vẫn đang theo sát quá trình chuẩn bị của các đội như là Indonesia, Philippines và sẽ tới theo dõi những trận đấu của hai đội tuyển này vào tháng 11. Trước thông tin này, tờ Bola Okezone của Indonesia đã thu hút sự chú ý khi cho đăng tải bài viết có tiêu đề: trước thềm AFF Cup 2024, Việt Nam sẽ theo dõi trận đấu giữa Indonesia và Nhật Bản cùng Ả Rập Xê Út tại sân vận động Bung Karno. Theo kế hoạch, trong tháng 11 này, Indonesia thi đấu hai lượt trận tiếp theo gặp Nhật Bản 15 tháng 11, Ả Rập Xê Út 19 tháng 11 thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 3 của World Cup 2026 ở tại khu vực châu Á. Mở đầu bài viết, trang bola.okzone cho rằng mục đích của ông Kim Sang-sik sang xem trận đấu giữa Indonesia và Nhật Bản là gì? Có phải để ủng hộ cho người đồng hương Shin Tae-yong, hiện là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia? Tờ này ngay lập tức phủ nhận và giải thích rằng là tất nhiên câu trả lời không phải vậy. Ông Kim Sang-sik chủ đích theo dõi trận đấu thứ 5 ở bảng C của vòng loại thứ 3 World Cup 2026 ở tại khu vực châu Á vì muốn xem thực lực và lối chơi của chúng ta. Bởi Việt Nam sẽ đối đầu với Garuda vào tháng 12. Trang Okezone phân tích thêm rằng, với tư cách là tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik rõ ràng là cần biết đối thủ mạnh yếu đến đâu. Vì vậy mà không chỉ Indonesia, huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc sẽ đến cả Philippines xem trận giao hữu giữa đội chủ nhà và Hồng Kông trong dịp FIFA Days tháng 11. Trang này bình luận tiếp: ở Jakarta, ông Kim Sang-sik sẽ theo dõi trận đấu giữa Indonesia và Ả Rập Xê Út. Vì vậy, ông ấy sẽ sử dụng trận đấu trong tháng 11 để tìm hiểu lực lượng của đối thủ. Tờ này nhấn mạnh thêm. Các bạn thân mến, còn về phía tuyển Việt Nam của chúng ta, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ có chuyến tập huấn dài ngày tại Hàn Quốc trong dịp FIFA Days của tháng 11 nhằm hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tranh tài ở đấu trường AFF Cup 2024. Công Phượng nhận thêm thách thức lớn, nguy cơ tái hiện hình ảnh khó tin ở hạng nhất. Nhìn cách câu lạc bộ Bình Phước hiện là đang loay hoay ở vòng 1, dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về khả năng đội bóng này có thể cạnh tranh suất lên chơi ở V-League vào mùa giải năm sau.
5.500 là con số trên trang chủ VPF thống kê về số khán giả đến sân Hòa Bình xem đội chủ nhà đọ sức với Bình Phước ở vòng 1 giải hạng nhất 2024-2025 ngày 26 tháng 10 vừa qua. Thậm chí là ngày hôm đó thì không biết có phải vì quá phấn khích hay không mà sứ ngôn viên tại sân vận động này đã thông báo rằng là có 8.000 cổ động viên đến theo dõi trận đấu, khiến người nghe cảm thấy đều giật mình. Giật mình vì bởi là sức chứa của sân Hòa Bình về lý thuyết là 3.600 chỗ ngồi. Ngày hôm đó thì nhiều người đã phải chen nhau để đứng xem. Nhưng với họ điều đó không thành vấn đề, bởi phần đông đều có chung một mục đích khi đến sân, đó là chứng kiến Công Phượng thi đấu. Mỗi lần Công Phượng có bóng, khán giả lại ồ lên. Những lần cầu thủ này tiến sát lại đường biên để thực hiện những quả phạt góc, khu vực khán đài lại náo động bởi những tiếng hô Công Phượng, Công Phượng. Đó chắc chắn là hình ảnh hiếm thấy trong một trận đấu ở giải hạng nhất vốn ít được dư luận quan tâm. Tuy nhiên thì trận đấu ngày hôm đó còn một hình ảnh khác đáng nhắc đến, đó là sự nhạt nhòa của Công Phượng cùng lối đá thiếu đường nét của Bình Phước. Trong 81 phút có mặt ở trên sân, Công Phượng không tạo ra được cú dứt điểm nguy hiểm nào. Không có pha dê dắt bóng qua người hay là đường chuyền nào thực sự mở ra cơ hội cho đồng đội. Đó cũng là hình ảnh nhạt nhòa chung của cả Bình Phước trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Thậm chí nếu thủ thành Bùi Tấn Trường không xuất sắc, đội khách đã trắng tay rời khỏi sân vì kết quả hòa không đều. Bình Phước xuất phát đội hình gồm nhiều cầu thủ từng khoác áo U23 và đội tuyển quốc gia như là Tấn Trường, Tấn Sinh, Kiên Quyết, Lê Thanh Bình và Công Phượng. Đến hiệp 2, những tên tuổi khác như là Sầm Ngọc Đức, Hồ Tuấn Tài, Trần Mạnh Hùng tiếp tục được tung vào sân. Thế nhưng họ vẫn không thể tạo ra được sự khác biệt. Nếu chỉ xét về danh tiếng và dàn sao của Bình Phước chắc chắn là nhỉnh hơn những cầu thủ của Hòa Bình. Nhưng bóng đá là môn thi đấu tập thể và việc có các cá nhân tên tuổi chưa chắc đã đảm bảo tạo nên sự vượt trội cho một đội bóng. Bởi thế mà màn trình diễn nhạt nhòa của Bình Phước dù là có lực lượng hùng hậu. Điều đáng nói không chỉ ở trận đấu này mà ngay từ trận thắng câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 1-0 ở vòng loại Cúp Quốc gia, màn trình diễn nhạt nhòa của dàn sao câu lạc bộ Bình Phước được dư luận bàn luận rất nhiều. Sau trận đấu chật vật ở Hòa Bình, Bình Phước sẽ tiếp tục phải đương đầu với một thử thách khó nhằn ở vòng 2 tới, đó là Khánh Hòa. Vừa mới xuống hạng, vừa gặp nhiều thách thức. Thế nhưng, đội bóng phố biển vẫn cho thấy mình là đối thủ không dễ bị vượt qua. Ngay ở vòng 1, Khánh Hòa đã khiến ứng viên lên hạng Phù Đổng Ninh Bình phải toát mồ hôi. Phải đến phút 87 thì Hoàng Đức mới có thể ghi bàn bằng một pha đánh đầu để giúp cho đội bóng mới thắng 1-0. Nhìn qua cách của ông vàng Việt Nam 2023 cởi áo ăn mừng trong phấn khích, đủ hiểu là khó khăn mà đội bóng của anh phải trải qua trên sân 19 tháng 8. Cùng với PPF, Công an Nhân dân và Phù Đổng Ninh Bình, Bình Phước được đánh giá là ứng viên cạnh tranh một suất rưỡi lên hạng ở mùa tới. Nhưng sau hai trận đấu chưa thực sự thuyết phục, đội bóng này liệu có kịp tạo nên sự thay đổi ngay ở vòng 2 này hay không? Và với Công Phượng, khi thời gian AFF Cup đang cận kề, liệu anh có kịp bùng nổ để có thể có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam? Câu trả lời sẽ có vào ngày 2 tháng 11 tới trên sân của Bình Phước. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.